For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News Ha 47. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Cục nghệ thuật biểu diễn phản hồi tranh cãi, Hoàng Thùy Linh là ca sĩ nổi bật. Đại diện ban tổ chức cho biết kết quả này dựa trên quá trình làm việc công tâm của hội đồng chuyên môn, Hoàng Thùy Linh không hề được ưu ái. Trong chương trình vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Hoàng Thùy Linh được vinh danh là ca sĩ nổi bật của năm 2023. Hoàng Thùy Linh được giới thiệu trong chương trình vinh danh là ca sĩ tạo ra xu hướng kết nối khán giả trẻ với âm nhạc đương đại. Cô có nhiều sáng tạo trong hành trình nghệ thuật. Sau lùm xùm về phát ngôn thái độ thiếu chuẩn mực ở họp báo concert, Hoàng Thùy Linh được vinh danh là ca sĩ nổi bật kết quả tạo dư luận trái chiều. Trả lời báo Tiền Phong, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, trưởng ban tổ chức, cho biết hội đồng bình chọn đã làm việc công tâm, không có sự ưu ái nào dành cho ca sĩ được vinh danh. Các thành viên hội đồng gồm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tạ Quang Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch hội đồng là nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Hoàng Thùy Linh được vinh danh vì hoạt động âm nhạc có sức lan tỏa, ảnh hưởng, cô ấy không vi phạm luật pháp, không vi phạm nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Ngoài ra, ban tổ chức chương trình hướng đến mục đích vinh danh nghệ sĩ nổi bật, không phải cuộc thi thố giữa các ca sĩ, ông Trần Hướng Dương nói. Về lùm xùm trong họp báo hồi tháng 9 năm 2023 của Hoàng Thùy Linh, đại diện ban tổ chức chương trình vinh danh cho rằng điều này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả bình chọn. Chúng ta nên nhìn nhận sự việc bằng con mắt nhân ái, nên ủng hộ hoạt động nghệ thuật có sức lan tỏa. Thực tế, khó có ca khúc nào trong năm vượt qua được Si Tình về sự lan tỏa, lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói. Một số khán giả cho rằng sự vinh danh dành cho Hoàng Thùy Linh cũng giống như lời nhắc nhở để nữ ca sĩ rút kinh nghiệm trong thái độ, hành vi ứng xử sao cho phù hợp với chuẩn mực của một người nghệ sĩ. Về phía Hoàng Thùy Linh, ngay tại sân khấu vinh danh, cô bày tỏ sự ghi nhận này khiến cô càng phải cố gắng hơn nữa. Tôi sẽ nhìn những nhược điểm của bản thân để thay đổi, những ưu điểm để tiếp tục phát huy. Sự trưởng thành cần bài học và thời gian, giọng ca Si Tình nói. Nữ ca sĩ cho rằng vinh dự này là dành cho một quá trình cố gắng nhiều năm qua. Cô nói giải thưởng này không chỉ là sự tự hào mà còn là trách nhiệm và cô sẽ luôn nhớ mãi trên hành trình của mình. Xin được cảm ơn các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện để anh chị em nghệ sĩ nói chung, Hoàng Thùy Linh nói riêng, được lao động và tận hiến. Trước hết là cho bản thân và đam mê, tiếp theo là vì gia đình và những người thân quý, để bố mẹ được tự hào. Và sẽ thật tuyệt vời nếu những kết quả ấy trở thành đóng góp nho nhỏ trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng và người dân Việt Nam, nữ ca sĩ bộc bạch. Cũng tại chương trình vinh danh, ban tổ chức thông qua hội đồng bình chọn là những nhà báo, nhạc sĩ, đạo diễn có uy tín, vinh danh ở những hạng mục ca sĩ nổi bật của năm, diễn viên truyền hình nổi bật của năm, nữ diễn viên điện ảnh nổi bật của năm, nghệ sĩ vì cộng đồng, live show ca múa nhạc nổi bật của năm. Thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.